Xin chào mọi người, hiện giờ Thành đang đi trong khu dự án Bắc Riverside quận 9. Đây là một khu dự án được quy hoạch bài bản và đồng bộ, rất là đẹp. Bao gồm tổng cộng 693 căn nhà phố, shop house và biệt thự. Ở đây đường xá rộng rãi, rất là thoáng mát. Phía bên trái ở đây là một khu công viên rất là rộng luôn. Bây giờ mình đã đi qua cổng chào của Bắc Riverside Premium. Ở trong đây các căn nhà phố nhiều màu sắc, rất là đẹp theo phong cách Venice của Ý. Đây là khu cầm bao khép kín, phía ngoài có cổng bảo vệ, vào đây rất là khó. Và bảo vệ cũng thường xuyên đi tuần dọc trong khu nhà dự án này. Ngoài ra các góc đường đều có đặt camera để theo dõi giám sát, cho nên rất là an toàn cho trẻ em. Căn này là một căn góc shop house, họ đang kinh doanh buôn bán ở đây. Đây là khu của dân cư với đa tiện ích, hồ bơi, sân tennis, bóng rổ, golf, công viên bờ sông và khu vui chơi trẻ em. Rất là đa năng, cư dân ở đây sẽ không cần phải ra ngoài để tìm kiếm những tiện ích đó. Với 1,2 km bờ sông và 2 hồ sinh thái sẽ đem lại không gian rất là mát mẻ dành cho cư dân. Hạ tầng quận 9 vẫn đang được nâng cấp hoàn thiện trong năm 2020 với các tuyến đường liên phường, tổ sinh hợp, Bưng Ông Thoàng, Võ Chí Công. Xung quanh khu vực này còn có dự án biệt thự Villa Bắc, biệt thự Lucata, Verosa Bắc, River Bắc, căn hộ Safira, E-Home, House Neo, Cai Chính. Sẽ là một khu dân cư đông đúc và sầm uất tại phường Phú Hữu, quận 9, nên giá nhà đất khu vực này sẽ còn tăng nữa. Xin chào mọi người, hôm nay thì Thành đến quay cái căn nhà này ở Bắc Riverside để đăng bán. Thì đây là một căn nhà một trệt hai lầu, diện tích là 5x15. Phía trước là chừa 3m là một cái khu vườn rất là đẹp. Còn phía trên là có nội thất, căn này là có nội thất, phía sau chừa 2m là một khu vườn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để tham quan chi tiết về căn nhà này nhé. Đây là một căn nhà phố điển hình ở đất Bắc Riverside với diện tích đất là 5x15m và xây dựng chỉ 5x10, chừa phía trước 3m và chừa phía sau 2m. Gia chủ hiện đang sống tại căn nhà này nên nhà khá là nhiều đồ dùng và căn nhà này được ký gửi để bán. Căn nhà phố này sẽ rất thích hợp cho người mua ở vì đã hoàn thiện, tiện ích đã đầy đủ rất là nhiều. Gia chủ đã tận dụng cái khoảng tường để treo tranh và các kệ. Phía sau ở đây có một khu vườn 2x5m. Gia chủ có thể tự trồng rau sạch để ăn uống cho an toàn cho sức khỏe. Do mỗi nhà phía sau chừa 2m, cho nên hai nhà cách nhau đến 4m, nên sẽ rất là thoáng và có ánh sáng vào nhà. Căn nhà này dùng quạt trần tới 5 cánh, thật là hiếm thấy. Vì bình thường là mình chỉ có thấy quạt trần 3 cánh thôi. Một toilet nhỏ được đặt dưới cầu thang sẽ tận dụng tối ưu diện tích của căn nhà. Cầu thang được làm khá là đẹp với phần gạch bóng, mặt kính trắng bên phải với thanh vịnh gỗ rất là chắc chắn. Căn phòng này chỉ có 50m2, vậy mà trông nó khá là rộng. Bạn chỉ cần khéo léo sắp xếp gia dụng là được. Bây giờ mình sẽ lên lầu 1. Đây là một căn phòng nhỏ với diện tích khoảng 3x5m. Dàn tủ này cao từ sàn tới trần sẽ tối ưu diện tích, đựng được rất là nhiều đồ dùng. Bàn làm việc ở đây được đặt kế bên cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên. Làm việc buổi sáng thì rất là thích luôn. Nhưng mà mình lúc quay thì mình quên kéo rèm lên rồi. Ở đây bạn có thể thiết kế mỗi tầng là 2 phòng ngủ, 2 toilet. Nhà phố Bắc Riverside được mở bán năm 2017 ở giai đoạn 2 với giá khởi điểm là 3,6 tỷ. Đến nay tháng 5 2020 thì căn giao thô hiện là 5,5 đến 6 tỷ tùy vào vị trí. Và với căn giao thô thì người mua cần phải làm nội thất từ 600 đến 1 tỷ nữa để có thể hoàn thiện vào ở được. Nhà ở đây là sở hữu lâu dài, pháp lý đầy đủ. Một vài dãy nhà ở đây đã có sổ. Bây giờ là mình lên tầng 2. Phía bên trái đây là một căn phòng giải trí. Ở đây có dàn loa và âm ly khá là hoành tráng.
với diện tích xây dựng 5 x 10 m. Mỗi tầng có thể làm 2 gian phòng, có thể làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vui chơi cho bé. Ở đây có vài dụng cụ thể dục thể thao, máy chạy bộ. Như vậy, gia chủ có thể tập thể dục ngay trong nhà vào những ngày trời mưa, không thể đi ra ngoài được. Ở đây còn có một gian phòng thờ, phía trước nhà hướng ánh sáng. Các căn nhà phố ở đây đều có quy hoạch đồng bộ, một trệt hai lầu, với đa màu sắc rất là đẹp luôn. Các con đường nội khu ở đây đều có bóng mát, cho cư dân trồng rất là nhiều cây xanh, đem lại không khí rất là mát mẻ và trong lành. Dự án Park Riverside tọa lạc tại đường Bân Ông Thoàng, phường Phú Hữu, quận 9. Chỉ cần mất 10 đến 15 phút là đến khu trung tâm kinh tế tài chính ở quận 2. Nếu gia chủ đi làm ở quận nhất hoặc quận 2, hoặc có con học muốn học trường quốc tế ở quận 2 thì mua nhà ở đây sẽ rất là tiện. Vì căn hộ ở khu Thảo Điền và An Phú hiện nay chắc không phải tầm 5 tỷ trở lên, trong khi nhà phố ở đây bao gồm đất luôn thì nó chỉ tầm 7 tỷ thôi. Và khu quận 9 này sẽ còn tăng giá trị rất là nhiều, với tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Từ dự án này, bạn cũng có thể đi qua quận 7 theo đại lộ Võ Chí Công, băng qua cầu Phú Mỹ là đến quận 7 ngay. Một số người sở hữu nhà trong dự án này là đi làm ở khu công nghệ cao quận 9 hoặc là các khu công nghiệp Đồng Nai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi phần giới thiệu căn nhà này của Thành. Tại thì mình cũng còn một vài căn khác do chủ nhà gửi bán và ký gửi cho thuê. Thì nếu bạn quan tâm thì hãy gọi Thành để Thành sẽ hướng dẫn tham quan căn hộ cũng như chi tiết về dự án xung này. Ngoài ra nếu các chủ nhà xung quanh muốn ký gửi Thành thì cứ gọi Thành và ký gửi căn nhà của bạn. Thành làm ở khu vực quận 9 này. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh của Thành để theo dõi các video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và xin chào.